Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là mặt tiền đường Hoa Lư, thuộc phường 12, thành phố Vũng Tàu. Ở ngoài kia là quốc lộ 51 này. Đi rẽ bên tay phải đây là đi về Sài Gòn này, thành phố Hồ Chí Minh. Rẽ tay trái là đi về thành phố Vũng Tàu. Đó. Đi một đoạn, đây là đến cầu Quả Mây quý vị nhé, là sang lên thành phố Bà Rịa. Này. Thì này, quý vị zoom lên cho quý vị thấy được cái đường ạ. Đấy. Mọi người đi qua đấy, đấy là đường 51, quốc lộ 51 á. Đấy, ô tô chạy á. Rồi, thì giới thiệu với quý vị đây, một lô đất mặt tiền đường Hoa Lư này đây. Ở chỗ kia là gọi là chạy chạy giam Phước Cơ ấy. À, chạy giam cũ, giờ nó không dùng nữa. Thì giới thiệu với quý vị một lô đất ở đây. Cái đường này người ta mới làm ở phía này. Thì nó bắt đầu từ ngoại tít cái tường của cái trại giam á. Đấy. Cho đến mấy cái căn nhà tôn kia. Thì diện tích của cái lô đất này nó là 30.403 m. Tức là 3 hecta đấy. 3,04 hecta. À, thì ở đây là quy hoạch đất ở và người ta đã xin chủ trương là dự án phân lô bán nền. À, đã có sơ đồ bản vẽ là 256 nền, 256 nền chia ra thành các khu ABCD các khác nhau, các khu nhà ở, và có công viên cây xanh thì khoảng hơn 3.000 m, gần 4.000 m. Đấy, khu này khu quy hoạch đất ở đúng không? À, nên đất ở. Rồi. Thì giá chào bán cho cả khu đất này là 75 tỷ, nhé. 75 tỷ. Chiều ngang của lô đất nó là 174 m và chiều sâu của nó là 150, hơn 150, 151, cạnh 151 chắc khoảng cạnh 160 gì đấy. Thì tổng nó là 30.403 m². Đấy. Giá chào bán là 75 tỷ. Thì quý vị nào có nhu cầu mua lô đất ở đây để phân lô. Đấy, hợp những ai thích làm dự án này, làm dự án. Thì alo cho tôi nhé. Cả khu này. Đây mặt tiền đường luôn nhé. Đây là mặt tiền đường. Đất này thuộc mặt tiền đường Hoa Lư. Hoa Lư. Thì khu dưới kia là kia gần núi của thành phố Bà Rịa, núi Dinh, thành phố Bà Rịa. Còn phía này là đùng này, phía này là đùng này. Dưới này vừa nãy cô bảo là có cái dự án gì nhỉ? Dưới này cô bảo có dự án gì nữa nhỉ? Dự án gì đất của Hưng Bê Đê. À, thế hả? Vâng. Đấy thì sơ bộ như thế. Đấy, quý vị nào có nhu cầu mua một lô đất làm dự án đây nhé, thì alo cho tôi nhé. Đấy, từ đây đi ra đến đường quốc lộ 51 là khoảng hơn 100 m thôi. 100 m. Đấy, xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.